Xin chào tất cả các bạn. Trong video hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người cách móc một chiếc túi đeo vai rất là xinh như thế này. Đây là một chiếc túi đáy vuông với chiều dài của cạnh túi khoảng tầm 21 cm nếu sử dụng nguyên liệu tương đương nhé. Để thực hiện chiếc túi này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị những nguyên liệu giống như là mình có ghi ở phía trên màn hình. Và nếu các bạn muốn sử dụng nguyên liệu giống như là nguyên liệu mà mình dùng ở trong clip này thì mình có để địa chỉ mua ở phần mô tả video phía bên dưới. Các bạn có thể tham khảo nhé. Chúng ta sẽ tiến hành các bước thực hiện như sau. Đầu tiên, các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó lấy lên 3 bính. 1, 2, 3. Tiếp theo các bạn móc vào trong vòng tròn 2 mũi kép đơn. Tiếp tục lấy lên 2 bính. Móc tiếp vào trong vòng tròn 3 mũi kép đơn. Tiếp tục lấy lên 2 bính. Móc tiếp vào trong vòng tròn 3 mũi kép đơn. Tiếp tục lấy lên 2 bính. Móc tiếp vào trong vòng tròn 3 mũi kép đơn. Tiếp tục lấy lên một bính. Sau đấy thì chúng ta sẽ thực hiện một mũi nửa kép vào mũi bính thứ 3 của 3 bính đã lấy lên ở đầu hàng. Và các bạn đã hoàn thành xong được hàng đầu tiên. Chúng ta kéo chặt cái đuôi len này lại để khép kín lại vòng tròn. Chúng ta sẽ được sản phẩm như thế này. Tại hàng thứ hai, đầu tiên chúng ta vẫn lấy lên 3 bính. Tại thân mũi nửa kép vừa móc này, các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục lấy lên 1 mũi bính. Chúng ta sẽ bỏ qua các mũi kép tiếp theo và tiến đến cái khoảng giữa hai cụm kép này. Đây. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng giữa hai cụm kép được nối bằng hai bính này đó. Chúng ta sẽ móc vào đây cụm như sau. Đầu tiên là 3 mũi kép đơn. Tiếp đến là 2 bính. Và tiếp theo là 3 mũi kép đơn tại cùng một vị trí. Đây sẽ là phần góc của hình vuông đó. Ở mỗi góc thì chúng ta sẽ đều móc như thế này. Đó. Các bạn đã xong được một cụm. Sau đấy lấy lên một bính. Chúng ta tiếp tục sang cụm tiếp theo, tức là lại ở cái vị trí hai bính này. Nối giữa hai cụm kép, các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống này. Thì sẽ móc tương tự như chúng ta vừa làm. Đầu tiên là 3 kép.
Tiếp đến là hai bính. Và cuối cùng là ba kép. Đó, chúng ta được một cái cụm ở góc nữa. Các bạn tiếp tục lấy lên một bính, chuyển sang cụm tiếp theo. Đây, giải hai bính nối giữa hai khoảng kép, giữa hai cụm các mũi kép. Các bạn móc vào cái khoảng trống đó. Vẫn là ba kép. Hai bính và ba kép tại cùng một vị trí. Đó. Tiếp tục lấy lên một bính. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã định hình được như thế này. Và tại cái khoảng trống cuối cùng này, chúng ta đã thực hiện được một cụm, một nửa cụm, ba kép ở đây rồi. Các bạn sẽ chỉ cần móc ba kép nữa thôi. Một, hai, và ba. Lấy lên một bính và lại thực hiện một mũi nửa kép vào mũi bính thứ ba của ba bính đã lấy lên ở đầu hàng. Đó. Các bạn nào hoàn thành được hàng thứ hai. Tại hàng thứ ba, chúng ta sẽ tiến hành móc như sau. Đầu tiên vẫn là lấy lên ba bính. Tại thân mũi nửa kép đã bóc ở hàng dưới, các bạn móc vào đây hai mũi kép. Đó. Sau đấy thì tiếp tục lấy lên một bính. Và tại hàng này thì chúng ta sẽ tiến hành xen kẽ giữa các màu. Ở đây thì mình sẽ móc cải màu cam trước. Các bạn nối len màu cam vào. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào khoảng trống giữa hai cụm kép tương tự như là ở hàng dưới. Thì ở đây sẽ là cái khoảng trống ở dưới cái mũi bính nối giữa hai cụm kép đó. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống này ba mũi kép. Đó. Sau đấy thì chúng ta tiếp tục lấy lên một bính. Các bạn kéo len vàng qua. Và chúng ta dùng len vàng để móc tiếp. Chúng ta sẽ tiến hành móc vào khoảng trống tiếp theo. Thì đây sẽ là cái góc đầu tiên. Các bạn sẽ từ hàng này trở đi ấy, thì các bạn sẽ lưu ý rằng là cái cụm ở góc thì chúng ta sẽ được nối bằng hai mũi bính. Còn đâu các cụm ở phần cạnh này thì chúng ta sẽ nối giữa các cụm kép bằng một mũi bính thôi. Thì tại góc đầu tiên này, chúng ta sẽ móc tương tự hàng dưới ba kép. Sau đấy là hai bính. Và tiếp đến là ba kép tại cùng một vị trí.
nó. Sau đấy thì tiếp tục lấy lên một bính. Như anh nói thì các cụm ở phần cạnh ấy thì chúng ta sẽ chỉ nối với nhau bằng một bính thôi. Kéo len màu cam qua. Đây, kéo qua như thế này. Và sau đấy thì móc tiếp vào khoảng trống tiếp theo, cụm 3 kép. Ở bốn góc vuông thì sẽ là cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Còn lại thì các khoảng trống ở phần thân thì sẽ móc là cụm 3 kép. Đó, như thế này. Tiếp tục lấy lên một bính. Kéo len vàng qua. Móc vào khoảng trống tiếp theo thì đây sẽ là cái góc thứ hai. Như đã nói thì nó sẽ là cụm 3 kép. Hai bính và 3 kép. Đó. Sau đấy lại lấy lên một bính. Kéo len màu cam qua. Và nối len. Đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ móc hoàn toàn tương tự như là phần trước mà chúng ta đã móc thôi. Các bạn sẽ móc xen kẽ như thế này, lần lượt cho đến hết hàng. Khi móc xong cụm 3 kép tại góc cuối cùng như thế này thì các bạn lấy lên một bính. Sau đấy thì tương tự như các hàng dưới, chúng ta thực hiện một mũi nửa kép vào mũi bính thứ ba của ba bính đã lấy lên ở đầu hàng. Đó. Và các bạn đã hoàn thành xong đầu hàng. Tại hàng tiếp theo thì đầu tiên chúng ta vẫn lấy lên ba bính. Tại thân mũi nửa kép vừa móc, các bạn là móc vào hai mũi kép. Sau đấy thì lấy lên một mũi bính. Ở hàng này thì chúng ta tiếp tục cải màu và chúng ta sẽ dùng màu trắng để xen kẽ giữa vàng và trắng. Ở hàng trước là vàng và cam thì hàng này sẽ là vàng và trắng và hàng sau thì sẽ lại là vàng và cam, cứ xen kẽ như vậy. Cách thức thì hoàn toàn tương tự như hàng trước thôi. Và đến hàng này thì chắc hẳn là các bạn cũng đã định hình được chúng ta sẽ móc như thế nào cho các hàng. Ở bốn góc thì vẫn là cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Còn lại thì ở các phần cạnh này thì chúng ta sẽ móc vào các khoảng trống giữa hai cụm kép. Là mỗi khoảng trống chúng ta sẽ móc 3 kép vào đây. Sau khi móc xong 3 kép thì lấy lên một bính. Sau đấy thì kéo len vàng qua để nối vào móc tiếp. Len vàng vẫn là màu chủ đạo, còn chúng ta sẽ xen kẽ màu cam và màu trắng giữa các hàng. Sang cụm tiếp theo. Đây, sang cái khoảng trống tiếp theo vẫn là thuộc cạnh. Thì các bạn sẽ móc vào đây 3 kép.
Đó, như thế này. Sau đó chúng ta tiếp tục rấy lên một bính. Và có một lưu ý nữa cho mọi người là tại bốn góc, bốn cái góc vuông ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn là màu vàng. Còn đâu thì chúng ta sẽ chỉ xen kẽ cam và trắng ở phần cạnh thôi. Vì vậy cho nên là đến cái góc này chúng ta tiếp tục sử dụng màu vàng để móc tiếp. Các bạn móc vào đây cụm như đã móc của các hàng trước. Ba kép, hai bính và ba kép. Đó. Sau đấy thì lấy lên một bính. Tiếp tục nối len trắng vào để móc tiếp. Chúng ta tiếp tục móc cụm 3 kép vào khoảng trống tiếp theo. Sau đấy tiếp tục lấy lên một bính. Kéo len vàng qua. Rồi lại móc tiếp cụm tiếp theo. Đó, tiếp tục lấy lên một bính. Thì các bạn lưu ý một lần nữa, ở phần cạnh này thì chúng ta sẽ móc cụm 3 kép một bính tại các khoảng xen kẽ ở phần cạnh. Còn đâu đến phần góc thì sẽ móc 3 kép, 2 bính và 3 kép như mình đã nói ở các phần trước nhé. Và khi đến cái phần góc này thì như đã nói, phần góc sẽ sử dụng hoàn toàn là len vàng. Chúng ta tiếp tục dùng len vàng để móc tiếp. Đó. Sau khi móc xong phần góc thì tiếp tục lấy lên một bính, lại kéo len trắng qua và nối vào để móc tiếp, hoàn toàn tương tự như là cái cạnh này mà mình đã móc các trước đó. Và chúng ta cứ làm như vậy cho đến hết hàng nhé. Sau khi móc xong cụm 3 kép của góc cuối cùng thì tương tự như các hàng trước, chúng ta tiếp tục lấy lên một bính, sau đấy là một mũi nửa kép tại mũi bính thứ ba của ba bính đã lấy lên ở đầu hàng. Và các bạn đã hoàn thành xong được hàng. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên vẫn là ba bính, tiếp tục là hai kép vào thân mũi nửa kép vừa móc. Tiếp theo là một bính. Và chúng ta sẽ tiếp tục cải màu. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cải sang màu cam. Cam trắng, tiếp tục đến cam. Chúng ta tiến hành nối hoàn toàn tương tự như là các hàng trước thôi. Đó. Và sau đấy thì các bạn tiếp tục móc tiếp.
Sau khi móc xong cụm 3 kép thì lấy lên một bính, kéo len vàng qua. Và móc sang vị trí tiếp theo. Sau khi móc xong cụm 3 kép thì lại lấy lên một bính, kéo len cam qua và móc vào vị trí tiếp theo. Đó. Các khoảng trống ở cạnh như đã nói thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào các khoảng trống này cụm 3 kép và một bính xen kẽ giữa hai màu. Đến ở phần ở góc này thì chúng ta sử dụng hoàn toàn là len vàng. Dù cho cái cụm ở trước là màu gì thì tại bốn góc đều sử dụng len vàng. Và mỗi góc thì sẽ móc 3 kép, 2 bính và 3 kép. Đó, các bạn là xong được một cạnh như thế này. Và chúng ta sẽ làm hoàn toàn tương tự với các cạnh còn lại. Sau khi xong hàng cải giữa màu vàng và cam này thì các bạn sẽ tiếp tục sang hàng cải giữa màu vàng và trắng. Cách thức thì hoàn toàn tương tự như là mình đã hướng dẫn cho mọi người thôi. Và mình sẽ nhắc lại một lần nữa là ở phần cạnh thì với mỗi khoảng trống giữa các cụm kép, các bạn sẽ móc 3 kép và một bính. Còn đâu đến 4 góc 1 2 3 4 thì mỗi góc chúng ta sẽ móc là 3 kép, 2 bính và 3 kép. Ở phần cạnh này thì sẽ xen kẽ giữa hai màu, còn đâu tại bốn góc thì sẽ chỉ sử dụng màu vàng thôi, thống nhất từ tâm tỏa ra các cạnh phía ngoài. Cho đến khi hết hàng thì chúng ta sẽ móc là một bính và một mũi nửa kép vào mũi bính thứ ba của ba bính đã lấy lên ở đầu hàng, hoàn toàn tương tự như các hàng trước mà mình đã hướng dẫn cho mọi người. Chúng ta sẽ tiến hành móc tổng cộng 12 hàng thì dừng và các bạn sẽ được sản phẩm như thế này. Chúng ta sẽ đổi màu cải màu xen kẽ theo từng hàng. Màu vàng là màu chủ đạo, xen kẽ với màu cam và màu trắng. Một hàng màu cam đến một hàng màu trắng. Đó. Và ở bốn góc thì luôn luôn sử dụng màu vàng như mình đã nói lúc trước. Thì các bạn sẽ ra được sản phẩm như thế này. Chúng ta đã hoàn thành xong được ở phần đáy của túi. Và sau khi hoàn thành xong hàng thứ 12 thì các bạn sẽ tiến hành đánh dấu lại vị trí chính giữa của mỗi cạnh. Đây, chúng ta sẽ đánh dấu lại cái điểm chính giữa của mỗi cạnh. Tổng cộng có 4 điểm. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc lên phần thân túi. Chúng ta vẫn tiến hành móc như bình thường, vẫn cải màu bình thường, cho đến khi mà các bạn móc đến cái vị trí trước vị trí đánh dấu. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở việc mà các bạn móc xong 3 mũi kép như thế này. Chúng ta không lấy lên bính nữa, mà các bạn sẽ đổi màu len luôn tại bước này. Đó. Và chúng ta sẽ móc vào cái vị trí đánh dấu này một mũi kép đôi. Đó. Sau đấy thì các bạn lại tiếp tục đổi màu để móc tiếp.
chúng ta móc sang vị trí tiếp theo và tiến hành móc như bình thường. Lại là cụm 3 kép và một bính. Đó. Riêng cái vị trí đánh dấu này thì chúng ta sẽ móc như mình ở vừa hướng dẫn nhé. Còn lại thì các bạn vẫn cứ móc bình thường thôi. Khi đến cái phần góc này thì chúng ta vẫn móc giống như các hàng trước nhé. Các bạn sẽ tiếp tục móc bình thường cho đến vị trí đánh dấu tiếp theo. Khi móc đến vị trí trước vị trí đánh dấu thì các bạn lại dừng ở bước mà chúng ta móc xong 3 kép như thế này. Sau đấy thì đổi màu len luôn. Và móc một mũi kép đôi vào vị trí đánh dấu. Đó, chỉ vị trí này thì chúng ta móc khác thôi. Còn đâu thì các bạn vẫn tiến hành móc bình thường. Lại đổi màu len. Sau đấy móc tiếp. Đó. Và các bạn sẽ thực hiện là tương tự đối với hai vị trí đánh dấu còn lại nhé. Sau khi thực hiện xong tại vị trí đánh dấu cuối cùng thì chúng ta móc bình thường cho đến hết hàng. Tại hàng tiếp theo của phần thân thì đầu tiên chúng ta vẫn tiến hành móc bình thường cho đến vị trí trước cái vị trí mà chúng ta đã móc mũi kép đôi của hàng dưới. Đây, thì các bạn cũng thực hiện tương tự như là hàng dưới thôi. Chúng ta dừng lại ở bước mà các bạn đã móc xong 3 mũi ngoặc kép như thế này. Sau đấy là đổi màu len. Rồi tiếp tục thực hiện một mũi kép đôi vào mũi kép đôi của hàng dưới. Đó. Sau đấy tiếp tục đổi màu len và lại tiến hành móc bình thường vào các vị trí tiếp theo. Đó. Tại các vị trí chính giữa các cạnh còn lại thì các bạn cũng thực hiện hoàn toàn tương tự như là mình vừa làm nhé. Chúng ta sẽ làm như vậy cho đến hết hàng. Và tại tất cả các hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ đều thực hiện tương tự như vậy. Chúng ta sẽ móc tổng cộng được 9 hàng cho phần thân túi thì dừng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Cái chiều cao của phần thân túi này thì tùy vào sở thích của mỗi người nhé. Ở đây thì mình móc tổng cộng là 9 hàng. Và chúng ta vẫn móc theo quy luật xen kẽ như vậy. Thì các bạn sẽ được sản phẩm như thế này. Và tại hàng cuối cùng, hàng thứ 9, thì sau khi móc xong cái cụm 3 kép của phần góc ở cuối này, thì thay vì lấy lên một bính
và móc một mũi nửa kép vào cái chân bính thứ ba của ba bính lấy lên ở đầu hàng, thì các bạn sẽ tiến hành lấy lên hai bính. Sau đấy thì trượt mũi vào mũi bính thứ ba của ba bính đã lấy lên ở đầu hàng. Tiếp tục trượt thêm 3 mũi nữa. Chúng ta sẽ trượt đến cái mũi bính nối giữa hai cái cụm kép này. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc phần quay túi. Đầu tiên các bạn lấy lên 4 bính. 1, 2, 3, 4. Quay sản phẩm lại. Chúng ta sẽ móc vào cái khoảng trống này, cái khoảng ở góc. Bình thường ở đây là cái phần phần góc móc toàn bộ là màu vàng đó, thì chúng ta vẫn tiến hành móc tương tự vào cái khoảng trống này. Vẫn là 3 kép. 2 bính và 3 kép tại cùng một vị trí. Đó. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ thực hiện một mũi kép đôi vào cái khoảng trống giữa hai cụm kép ở cái cạnh này. Đây, các bạn thực hiện vào cái vị trí này. Một mũi kép đôi. Đó. Sau đấy thì tiếp tục lấy lên 4 bính. Quay sản phẩm lại. Lại móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép vào chính giữa này. Đó. Sau đấy thì chúng ta móc một mũi kép đôi vào cái mũi bính thứ tư của bốn bính đã lấy lên ở đầu ở hàng trước đó. Đây. 1 2 3 4. Tức là cái mũi bính nằm cạnh cái mũi kép cuối cùng này. Các bạn móc một mũi kép đôi vào đây. Đó. Và từ các hàng sau thì chúng ta thực hiện hoàn toàn tương tự như là hàng vừa làm. Tức là đầu tiên là 4 bính này. Quay sản phẩm lại. Móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép vào chính giữa. Sau đấy thì thực hiện một mũi kép đôi vào cái mũi bính nằm cạnh cái mũi kép cuối cùng này. Đó. Và các bạn định hình dần được phân quay như thế này. Chúng ta sẽ cứ móc như vậy cho đến khi đạt chiều dài của phần quay mà các bạn là mong muốn. Ở đây thì mình sẽ móc tổng cộng là 11 cụm cho cái phần quai này. Thì ở đây mình đã móc được 10 cụm rồi. Đó. Và tại cụm cuối cùng là cụm thứ 11. Thì sau khi lấy lên 3 bính, 1, 2, 3, các bạn sẽ quay sản phẩm lại luôn. Và chúng ta tiến hành nối với cái phần góc ở phía đối diện để nối liền lại phần quai. Thì các bạn sẽ đưa kim qua cái mũi bính.
Chúng ta đưa kim qua cái mũi bính ở giữa, nối giữa hai cụm kép của cái góc đối diện này. Đây, chúng ta đưa kim qua cái khoảng này. Sau đấy thì luồn len xuống phía dưới. Và lấy lên, kéo qua. Đó. Thì đây là chúng ta vừa tạo được bốn bính và vừa nối được cái điểm đầu tiên. Sau đấy thì các bạn tiến hành móc ba kép vào chính giữa này như bình thường. Sau khi móc được ba kép thì chúng ta lại đưa kim vào chính giữa của cái góc đối diện của cái cụm ở góc đối diện này. Lại luồn lên ở phía dưới nhé. Lấy lên một bính. Sau đấy tiếp tục lấy lên một bính. Đó. Chúng ta nối được cái góc ở giữa này. Tiếp tục móc ba kép để hoàn thành cụm ở chính giữa. Đó. Sau đấy là một mũi kép đôi. Thì vẫn thực hiện như bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dừng lại ở bước cuối cùng khi chỉ còn lại hai mũi ở trên kim như thế này. Thì các bạn sẽ đưa kim qua cái mũi bính nối giữa hai cái cụm kép ở đối diện này. Đó, lại luồn len xuống phía dưới. Kéo qua để hoàn thành nốt cái mũi kép đôi này. Và như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cụm cuối cùng và vừa nối được sản phẩm, nối được cái phần quai vào phía đối diện như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành viền toàn bộ cái phần cạnh của hai bên túi này bằng mũi đơn. Đây, chúng ta sẽ viền toàn bộ cái phần này, bao gồm cả cái phần nắp này. Đó. Và khép lại một vòng. Đây là điểm bắt đầu. Cái điểm bắt đầu này là cái vị trí mà chúng ta vừa ghép cái điểm cuối cùng của phần quai đó. Thì đang từ vị trí cuối cùng này. Các bạn sẽ tiến hành lấy lên một bính. Sau đấy thì chúng ta bắt đầu viền với cái phần quai này. Thì với mỗi thân mũi, các bạn sẽ thực hiện 3 mũi đơn. Đó. Sang thân mũi tiếp theo, tiếp tục 3 mũi đơn. Lại tiếp 3 mũi đơn. Và chúng ta cứ thực hiện lần lượt như vậy. Khi viền hết phần quai và sang đến phần cạnh túi như thế này thì các bạn tiến hành viền bình thường mỗi chân mũi một mũi đơn. Đó, các bạn cứ viền bình thường như vậy thôi, mỗi chân mũi một mũi đơn, thực hiện cho đến đây chúng ta sẽ thực hiện đến hết cái phần phần cạnh này. Đó, cho đến cái chân của quai túi ở phía bên này. Sau khi viền khép lại được một vòng như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành chuột mũi vào mũi đơn đầu tiên đã thực hiện của hàng. Sau đấy là chốt mũi cắt len.
Với phần là len quần thừa thì các bạn sẽ tiến hành dấu vào mặt trái của sản phẩm nhé. Và chúng ta đã hoàn thành được phần viền của một bên. Tại mặt phải, ở chân phần quai phía bên còn lại chưa được viền, các bạn sẽ nối len vào đây. Sau đó lấy lên một bính. Tại vị trí mà các bạn vừa lấy len lên, chúng ta móc vào đây một mũi đơn. Sau đấy thì thực hiện tiến hành viền hoàn toàn tương tự như là ở phần trước mà các bạn vừa làm. Ở phần quai này thì mỗi thân mũi vẫn là 3 mũi đơn này. Đó. Và sau khi đến phần cạnh ở phía dưới này thì lại tiến hành viền mỗi chân mũi một mũi đơn bình thường, hoàn toàn tương tự như là bên trước đó mà các bạn đã viền. Chúng ta sẽ thực hiện cho đến hết một vòng. Sau khi móc viền đến hết vòng thì các bạn lại tiến hành chuột mũi, sau đấy là chốt mũi cắt len và dấu len thừa vào mặt trái của sản phẩm, tương tự như bên đã làm trước đó. Và chúng ta đã hoàn thành xong được ở phần viền. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến hành khâu cúc vào một mặt của cái phần thân. Đây là phần quai nhé. Thì chúng ta sẽ có hai cái phần nắp ở phía trên này. Đây. Thì các bạn sẽ khâu cúc vào một bên. Đó. Và chúng ta cũng đã hoàn thành xong được sản phẩm như thế này. Chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn thích các video hướng dẫn của mình thì đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn chuông để nhận thông báo để cập nhật về những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người.